Nghệ sĩ nhân dân Trọng Trinh hốc hác khi nhập viện, dàn sao Việt chỉ biết để lại một lời. Ngoài việc theo dõi các hoạt động nghệ thuật, thông tin tình hình sức khỏe của các nghệ sĩ luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ phía công chúng. Và mới đây, trên trang cá nhân, nghệ sĩ nhân dân Trọng Trinh khiến nhiều người xôn xao khi đăng tải hình ảnh trong bệnh viện. Trong ảnh, nam nghệ sĩ gạo cội xuất hiện với gương mặt nhợt nhạt. Đi kèm với hình ảnh là dòng trạng thái thông báo đến khán giả và những cộng sự của mình vì sự cố trên có thể khiến các công việc bị đình trệ. Cụ thể, nam nghệ sĩ bày tỏ, sau bao nhiêu năm mới bị trật ốm như thế này, xin lỗi các bạn vì sự dang dở không đáng có. Bài đăng của nam diễn viên sinh tử nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn từ phía công chúng. Phía dưới bình luận, nhiều khán giả và các nghệ sĩ trong showbiz Việt như Kiều Anh, Thái Dũng, MC Ngọc Trinh, Công Lý, Vượng Râu đã để lại những lời động viên hỏi thăm tình hình sức khỏe của nghệ sĩ Trọng Trinh. Dưới đây là một số bình luận. Nghệ sĩ nhân dân Công Lý, khỏe anh nhé. Diễn viên Kiều Anh, ui sao thế anh ơi. MC Bạch Lan Phương, thầy bị sao thế, con chúc thầy chóng khỏe nhé. Hiện phía diễn viên Trọng Trinh vẫn chưa có thêm những thông tin chính thức nào xoay quanh vấn đề sức khỏe của mình. Nghệ sĩ nhân dân Trọng Trinh vốn là cái tên quen thuộc với khán giả truyền hình qua hàng loạt các bộ phim như Sinh Tử, Săn Bắt Cướp, Nhật Ký Vàng Anh 2, Chạy Trốn Thanh Xuân, Nàng Dâu Order. Các vai diễn của ông đều để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả. Bên cạnh vai trò là một diễn viên, nam nghệ sĩ còn được biết đến là đạo diễn của các bộ phim truyền hình. Trước đó, nghệ sĩ nhân dân Trọng Trinh từng đoạt giải vàng liên hoan phim toàn quốc năm 1998 với bộ phim Sông Tranh, hay liên hoan phim truyền hình toàn quốc 2002 phim Sang Sông. Sau đó, ông liên tiếp gặt hái được những thành công với các bộ phim Ban Mai Xanh, Cầu Vồng Tình Yêu.